Ngọc Anh xin kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt, Nhà Đất Hà Nội. Trong video này, Ngọc Anh sẽ quay và review lại cho quý vị một căn nhà được thiết kế và xây dựng độc lập. Với cái căn nhà này thì diện tích là 52,8m² trên sổ đỏ, mặt tiền 3m38, mặt hậu 3m94 và chiều dài 13m6. Cụ thể cái căn nhà này thì được thiết kế độc lập, đường ngõ thực tế trước nhà đây quý vị nhé. Cách với đường ô tô chỉ 30m thôi, giao thông đi lại rất thuận tiện. Vị trí của nó thì thuộc Đại Thành Quốc Oai, với hướng nhà là hướng đông nam. Căn nhà này tương đối là thoáng. Với thiết kế 3 tầng có sân cổng riêng thì như thế nào ạ? Trước khi mà review vào cái ngôi nhà này thì Ngọc Anh xin chia sẻ một chút về cái ngôi nhà. Với cái vị trí này thì gần với lại khu đô thị Đô Nghĩa, giáp với lại địa phận Hoài Đức, giáp với địa phận bên Yên Nghĩa, Hà Đông quý vị nhé. Và với cái căn nhà này của nó ấy, thì toàn bộ sổ đỏ chuẩn chỉnh 52,8m², phun thổ cư cho quý vị. Với thiết kế đầy đủ công năng sử dụng hợp lý, rất là thoáng, hướng đông nam, rất là mát. Và thiết kế 3 tầng siêu rộng thì như thế nào? Mời quý vị theo chân Ngọc Ánh vào khám phá cụ thể ngôi nhà. Với giá bán thì chỉ nhỉnh 2 tỷ một chút. Giá bán thì Ngọc Ánh sẽ để ở dưới phần miêu tả cho quý vị. Quý vị có thể bấm ở dưới phần miêu tả, phần bình luận để có thể xem giá bán cụ thể là bao nhiêu nhá. Đây là phần sân riêng của ngôi nhà, sân cổng riêng thực tế. Với cái phần ở sân cổng này thì chủ nhà có thiết kế cho mình ở đây là cửa sắt sơn tĩnh điện, tương đối là hợp lý. Và mời quý vị theo em vào khám phá cụ thể tầng 1 của ngôi nhà, thiết kế với cái diện tích rộng, phòng khách, phòng bếp, một phòng vệ sinh. Đó, ngoài đang đứng ở đây là phần không gian phòng khách của ngôi nhà. Với cái phần phòng khách này thì hoàn thiện, nói chung căn nhà này thì quý vị chỉ việc xách vali về và ở được ngay, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị có nhu cầu. Căn nhà nào Ngọc Ánh quay và review cũng chia sẻ với quý vị là có thể hỗ trợ ngân hàng. Bởi vì sao? Bởi vì pháp lý của nó, sổ đỏ tất nhiên phải chuẩn chỉnh thì bên ngân hàng người ta mới có hỗ trợ vay vốn cho mình tối đa lên 50-70-70%, đúng không ạ? Hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện, gạch lát nền kích thước gạch 60-60. Từ vị trí ngôi nhà này, xung quanh dân cư đông đúc, hàng xóm thân thiện, ngập tràn tiện ích công năng, chợ, trường, phường, trạm, đầy đủ trạm y tế, trường mầm non cấp 1, cấp 2, cũng như là gần với, từ cái căn nhà này ra tới chợ dân sinh thì nó chỉ khoảng tầm 200m thôi quý vị nhá. Đây là cái phần không gian phòng khách rất là rộng. Tiếp theo, ngoài phần phòng khách, phần để xe ở tầng 1 thì đây, thiết kế cho quý vị không gian phòng bếp với diện tích 52,8m², rộng rãi, cho nên thiết kế cái công năng sử dụng tương đối là hợp lý. Quý vị nào thích diện tích rộng, có đi xa một chút thì cũng vẫn cứ là ok, đúng không ạ? Và với cái vị trí này thì có khách hàng hỏi em rằng chỗ ở gần đây có bãi gửi xe không, thì có quý vị nhá. Bãi gửi xe cũng ngay gần nhà thôi, gần với lại nhà văn hóa. Đây, không gian phòng bếp tủ gỗ thiết kế MDF chống cong vênh, xung quanh bếp ốp gạch, mặt bếp ốp đá granite, phụ kiện bếp đều lắp đặt cho quý vị đầy đủ, hồ sơ điện, hồ sơ nước xong xuôi hết, chỉ việc xách vali về và ở thôi. Giá rất là hợp lý, chỉ nhìn 2 tỷ một tí thôi mọi người ạ. Đó, đây, với cái phần không gian phòng bếp hoàn thiện chỉn chu cho quý vị. Không gian phòng bếp ở đây quý vị có thể kê giúp Ngọc Ánh một bộ bàn ăn ở đây, rất là hợp lý này. Đó, cái góc kia thì để tủ lạnh này. Đứng từ cái phần phòng bếp mà nhìn ra phòng khách, nhìn ra cái phần để xe kia rất là rộng. Ngoài ra tầng 1 thiết kế thêm cho quý vị ở đây một phòng vệ sinh đáp ứng công năng sử dụng ở phía dưới tầng 1, đầy đủ bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa cho quý vị nhé. Thiết kế hợp lý, hài hòa, 3 tầng công năng sử dụng quá là đầy đủ. Toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 3 thiết kế toàn bộ là gỗ, mặt bậc của bậc cầu thang ốp đá đen cột trắng. Và cái ở đây mọi người có thể nhìn thấy không, cầu thang đi lên rất là rộng. Và xin mời mọi người theo em lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà. Quý vị ơi, ở trên phía tầng 2 của ngôi nhà thiết kế cho quý vị hai phòng ngủ thoáng trước thoáng sau. Đây là phòng ngủ đầu tiên ở phía bên ngoài đây, rất là rộng, cửa sổ thông thoáng hướng đông nam, rất là mát. Căn nhà này chắc chắn sẽ có quý khách hàng hỏi rằng là từ cái vị trí ngôi nhà này mà lên tới ngã tư Sở khoảng tầm bao nhiêu, thì Ngọc Anh xin chia sẻ từ vị trí ngôi nhà này lên tới ngã tư Sở khoảng tầm 13-14 km quý vị nhé, để quý vị có thể cân đong đo đếm quãng đường sao cho hợp lý, mình có thể cân đối tầm tài chính và quãng đường đi lại phù hợp với quý vị nào đi làm loanh quanh ở Hà Đông này, ở Quốc Oai này, ở Hoài Đức này mọi người nhá. Còn nếu như mà quý vị có lên phố thì quý vị cân đối quãng đường đi của mình một chút ạ.
Tất cả các video Ngọc Ánh đều chia sẻ. Còn nếu như quý vị muốn được tư vấn thì cứ liên hệ ngay để em tư vấn cho mọi người. Tầm tài chính này, đường hướng giá này, vị trí này. Các cửa thông phòng thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp, trong phòng ngủ thiết kế đầy đủ hệ thống trần thạch cao, ống chờ dây, chờ áp, chờ điều hòa đều xong xuôi hết rồi. Phòng vệ sinh sử dụng cho hai phòng ngủ trước sau đây mọi người ơi. Đây ạ, bồn cầu này, sen cây tắm này. Ở trong phòng vệ sinh thì có cửa sổ thông thoáng, ốp gạch 30-60 lên tới 2/3 của trần, rất là sạch sẽ. Lavabo, đấy. Nói chung là đây, phòng vệ sinh Hoàng đứng đây thì quý vị có thể cảm nhận luôn, rất là rộng. Phòng ngủ trước sau, mời mọi người theo em lên tầng 3 của ngôi nhà. Và tầng 3 của ngôi nhà thiết kế ra sao? Tầng 3 của ngôi nhà thiết kế rất là hợp lý, tầng 2 2 phòng ngủ rồi. Trên tầng 3 thiết kế cho quý vị ở đây một không gian để quý vị thiết kế làm phòng thờ này, rất là rộng, có cửa sổ thông thoáng này, hành lang đi vào. Tiếp theo, một phòng vệ sinh. Một phòng vệ sinh này để sử dụng cho tầng 3. Đây, rất là sáng, thoáng, ánh sáng tự nhiên. Tất cả các phòng đều có cửa sổ, một phòng ngủ. Như vậy, với căn nhà 3 tầng, diện tích 52,8m², thiết kế 3 phòng ngủ riêng. Thiết kế 3 phòng ngủ riêng, phòng nào cũng rộng, phòng nào cũng thoáng quý vị nhé. Đó. Và phần còn lại, đây là phần sân phơi. Mời quý vị theo em lên khám phá phần sân phơi đây. Tương đối là rộng. Xung quanh dân cư đông đúc. Tiện ích chợ trường phường trạm đầy đủ. Sổ đỏ chuẩn chỉnh, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Vậy thì quý vị còn chần chờ gì mà không, liên hệ ngay với lại nhà tốt Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình để em có thể tư vấn và hỗ trợ quý vị đi xem nhà, chọn lựa cho mình những cái căn nhà mơ ước nhất. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.